đóng quân bảo vệ vùng thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc là tiểu đoàn DK1 thuộc vùng 2 Hải quân. Dù điều kiện sinh hoạt trên các nhà giàn DK1 đã có nhiều cải thiện, song vẫn còn nhiều khó khăn thiếu thốn, vừa xa đất liền, vừa phải chống chọi với bão tố. Tuy nhiên, truyền thống của một đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang được xây đắp 30 năm qua đã và đang được các thế hệ cán bộ chiến sĩ trẻ hôm nay kế tục xứng đáng, ngay cả những chiến sĩ lần đầu tiên nhận nhiệm vụ ra nhà giàn. Nguyễn Thế Anh Danh đang cùng đồng đội sắp xếp quân tư trang, chuẩn bị ra đóng giữ tại nhà giàn DK1. Lớp trước chỉ vẽ, hướng dẫn cho lớp sau đã trở thành truyền thống của lính DK1, vốn đóng quân nơi có nhiều khó khăn, thiếu thốn và hiểm nguy. Mai Văn Tài vừa trải qua 6 tháng làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam, giờ lại chia sẻ kinh nghiệm với các chiến sĩ mới như đã từng được lớp đàn anh đi trước chỉ bảo. Mới lên nhà cũng chưa biết gì nhiều thì có chỉ huy và chính trị viên và các anh em chuyên nghiệp của các ngành anh hỗ trợ em, chỉ em tận tình, thì sau thời gian thì em cũng có học hỏi và từ từ thích nghi và mình làm tốt những công việc đó. Qua những câu chuyện kể của những người đi trước, lớp tân binh nhà giàn như Danh càng thêm vững tin, yên tâm nhận nhiệm vụ dù khó khăn đến mấy. Thể thao thì em làm với lại cái mình làm nhiệm vụ với ngày chuẩn bị xuất phát, Danh cùng đồng đội của mình rất hăng hái chuyển hàng hóa và quà lên tàu, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ dù khó khăn thế nào chăng nữa. Tâm thế ấy của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 anh hùng đã được xây đắp từ bao thế hệ trong suốt 30 năm bảo vệ thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.